Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác chiếc máy bơm nước nóng tuần hoàn 24V. Trước thì em giới thiệu mẫu 12V rồi, và hôm nay thì em lại tiếp tục về cái mẫu 24V 16W với cái lưu lượng 10 lít trên phút và đẩy cao 4m. Điện áp hoạt động của nó là 18 đến 30V. Đấy, dòng trước thì 12V thì có thể chạy 24V, còn dòng bơm này thì nó chạy trên 24V các bác nhé. 30V chạy ok. Ở điện áp 24V thì công suất 16W và lưu lượng 10 lít trên phút, đẩy cao 4m. Còn điện áp càng cao hơn thì nó sẽ đẩy cao hơn và lưu lượng lớn hơn, cũng như điện áp thấp hơn của nó cũng như vậy. Thì đây là bơm tuần hoàn, chịu đựng nước nóng là 100 độ C hoặc là hơn một chút. Thiết kế rất là đặc biệt buồng bơm, và chất liệu bơm thì làm bằng cái vật liệu rất là dày, chịu nhiệt độ cao. Ứng dụng con bơm này thì sử dụng để bơm tuần hoàn, làm mát máy hoặc là bơm nước nóng. Này, chạy liên tục 24/24, tuổi thọ của nó cực kỳ cao các bác ạ. Được nhà sản xuất cung cấp, tuổi thọ rất là cao luôn. Và chạy liên tục có thể đạt tới 20 năm. Như người ta cung cấp cái số liệu có thể đạt tới 20 năm, nếu như các bác sử dụng vừa phải. Sau đây thì em sẽ test thử con bơm này cho các bác xem nhé. Đấu thì đấu đúng âm dương, đấu sai thì nó sẽ hỏng. Bơm này thì nó chạy rất là êm. Chú ý là khi các bác mà bơm nước nóng thì không được ngâm chìm, đó là cái lưu ý. Còn kích thước ống ra của nó là chân ngoài, đầu ngoài và đầu ra là chân ngoài 21 mình bỏ tay khó nối. Bơm nước lạnh thì các bác có thể ngâm chìm được, nhưng mà nếu bơm nước lạnh thì mình lại sử dụng con bơm khác, thì không cần phải sử dụng con bơm này gì cả các bác. Các bác chờ một chút em đấu đấu xem tại kho đâu. Đây, đấu xong rồi nha. Này, cho vào nước. Đấy. Lưu lượng đạt 10 lít trên phút, đẩy cao 4 mét, thậm chí là hơn 4 mét, rất là mạnh luôn. Máy hoạt động rất là êm ái luôn, ổn định. Mẫu 12V, nếu mà chạy ở điện áp 12V thì nó thấp hơn, công suất hơn mẫu này một chút. Em được cung cấp cái loại 12V và 24V. Thì bác nào có cái nguồn điện như thế nào thì sử dụng cái mẫu điện áp như thế, chạy rất là êm luôn. Đấy, video này thì em xin kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 68 98 306. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác.